Trời ơi, chở zombie đi chơi luôn nè. Ôi, kinh chưa. Tôi thích zombie gái hơn, còn sao lại lên zombie trai trời. Đừng tin nó chứ. Lên cưng, lên, lên. Lên anh chở đi nè, đó, lên anh đèo, lên anh đèo. Rồi, ok, đèo đi chơi nha. À, anh mấy anh, được bắn. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Build Tower Simulator. Thì trong game này là mình sẽ xây dựng ra căn cứ để mà bảo vệ chính bản thân mình khỏi những cái binh, khỏi những cái đợt sóng zombie tấn công. Đó. Thì hiện tại là bây giờ là cứ buổi sáng nha, buổi sáng thì bọn zombie nó sẽ bị động. Nhưng mà nếu như mà mình tới gần nó thì nó vẫn sẽ giết mình như thường. À, ví dụ như thế này đây, đó. Đó không, mọi người không, đó, khi mà cô đi tới là nó thấy cô là nó vẫn bắn, nó vẫn giết như thường. Đấy, nhưng mà khi mà ban đêm luôn á là nó không bị động nữa mà nó chuyển qua thế chủ động á. Khi mà qua cái thế chủ động này thì nó chỉ cần đánh hơi thôi, nó thấy người ở đâu là tự động nó bu đó. Đấy, ví dụ như bây giờ cô vô trong nhà là chút nữa là nó cũng bu theo luôn. Đấy, nên là cô phải xây dựng cái hàng rào, cô phải xây dựng những cái bức tường cao như thế này nè đó. Rồi, để chút nữa review thì giờ bắt đầu, trước khi bắt đầu vào game á thì mình sẽ bắt đầu nhập code nha. Thì hiện tại là game này nó đang có tổng cộng là 3 code. Đấy. Thì code đầu tiên của nó là code này. Mọi người sẽ bấm vô code ngay chỗ này nha. Bấm vô code zombie. Đấy. Code thứ hai là code kill zombie. Đấy. Code thứ ba là code night build. Đấy. Rồi, sau khi nhập 3 code này xong thì mình sẽ được khoảng 4.000 tiền. Thì 4.000 tiền đó mọi người có thể đầu tiên như là mọi người nên mua cái curette, hai cái curette lửa trước. Mọi người sẽ bấm vô cái curette nè. Đó, mua hai curette 1.500 trước. Rồi sau đó rồi xây, rồi sau đó rồi để mà mình, rồi sau đó mình xây cao lên, mình đứng ở trên đó để sống sót qua đêm. Nếu như mà mọi người đăng nhập vô mà nó là buổi tối nha, còn nếu như buổi sáng thì thoải mái đi. Đấy, nhưng mà nếu như mà mọi người đăng nhập lần đầu thì nó sẽ có 3 phút, khoảng 4 phút là nó cho mọi người gọi là không zombie không giết mình. Đấy, để 4 phút đó là mình đầu mới vô là mình sẽ xây. Mình sẽ xây căn cứ. Đấy. Sau khi mình xây căn cứ xong thì hết 4 phút thì zombie nó mới bắt đầu tấn công mình. Đó. Thì mới vô thì mọi người cũng nên xây căn cứ này nọ. Tại vì xây căn cứ không tốn tiền nha. Mọi người sẽ bấm cái số 2 lên nè. Đấy. Ngoài việc cái correct tốn tiền ra thì mọi thứ như thế này thì nó sẽ không có tốn tiền. À, vô. Quá. Trời ơi, kêu vô mà sao gặp cái ông zombie. vô. Trời ơi, khách đến nhà. Cũng may đó là tôi bày một vàng correct như thế này nè. Đấy, một vàng correct như thế này. Ồn lắm nha mọi người. Bây giờ tôi mở tiếng lên cho mọi người nghe nè, ồn cực kỳ luôn. Đó, mọi người thấy không? Ồn cực kỳ luôn. Đấy. Cái nhà nào ví dụ như mấy cái nhà bên này đó, mấy nhà này nè, nó xây full turret 3k, tức là turret 6 nồng á. Đây turret 6 nồng là turret này nè, đó. Là tôi nói là cái nhà này nó cái nhà đó là nó ồn nhức nách luôn á, thầy. Đấy. Thì đây là tôi xây trước mấy cái, bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm mấy cái turret vô đây. Thì bây giờ là cứ qua một đêm, là gì một đêm vô là zombie nó nhiều lắm mọi người, nó tấn công vô cội vạ nên là tôi tiền tôi lên nó rất là nhanh. Nó là gì ở đây cho mọi người coi đây, bốn góc nha, bốn góc đó, và những cái góc giữa nó sẽ có những cái turret gọi là turret lửa, turret phun lửa. Turret phun lửa thì cũng mạnh lắm đó, turret phun lửa nè, và phun lửa mà phun xuyên tường luôn nha. Đấy, tường này tôi xây cao khoảng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Tổng cộng là 5m. Đó. Tường này tôi xây cao 5m lận. Đấy. Và cái 3m ở giữa bức tường này á là làm bằng kính, kính cường lực nha. Đấy. Mà kính cường lực kiểu gì mà súng bắn xuyên luôn mới nó mới kinh chứ. Đó, súng này, khẩu này là khẩu 25k nè mọi người. Đúng không? Khẩu này khẩu 25k, khẩu turret 25k là khẩu là đây khẩu 25k nè. Đó, tôi có 1 2 3 ba có ba khẩu à. À, nhưng mà để mà sống, để mà bắn nó nhiều hơn á thì tôi sẽ xây full turret đi. Hiện tại bây giờ tôi đang có 41k đúng không, tôi sẽ xây full turret turret 3k, không turret 3k ồn lắm mọi người, thực sự 3k nó ồn kinh, ồn nhất nách luôn á. Thế nhưng là bây giờ tôi sẽ xây một cái turret 7k nó nằm ở đây để nó đối nghịch với cái bên này, mà cả bên này nó có một cái turret 7k nè. Đấy. Rồi giờ tôi sẽ xây thêm turret, tại vì turret lửa mà đặt ở trên thì nó hơi xây trái. À, nên là ở trên này chắc tôi xây cái 700 đi ha. 700 nói chung là 700 cũng được chứ không phải là không có mức nào. Tại 700 thì mấy cái con zombie này tôi vẫn có thể bắn nó được mà. À.
Đấy, nhức nách chưa? Ui. Đó, trời ơi, nó nã, mọi người thấy nã đẹp không? Đấy. Đó, xung quanh đây thì cứ cách một khoảng thì cô sẽ xây thêm một vài cái chỗ này thì chắc là cô sẽ xây thêm lửa cũng được. À, xây thêm lửa đi. À, tại vì lửa tính ra lửa nó thiêu zombie chết nhanh lắm nha. Lửa trong này thiêu zombie chết cực kỳ nhanh luôn. Đó. Thì cái game này hồi nãy là tôi cứ quay với thằng Tommy rồi mà thật ra quay xong rồi tự nhiên cái tôi bị lỗi, tôi không đăng được, quế không? Đấy. À, nên là mọi người khỏi thắc mắc sao mai Vami nó có tôi còn bên tôi không có Vami là vậy nha. Rồi, giới thiệu cho mọi người đây là cái căn nhà mà để tôi sống để tôi ở nè, đó. Thì xong trong quá trình là mà ngồi coi zombie nó chết mệt mỏi quá thì tôi sẽ vô đây là tôi cắm trại. À, đây là khu cắm trại, còn đây là nhà bếp cho mọi người. Mọi người tưởng tượng đây là nhà bếp nha, thực sự là trong cái đống này nó không có cái nào gọi là nhà bếp cả. Đây, một cái đống như thế này không có nào gọi là nhà bếp cả. Chán thiệt chứ. À, rồi, thì cô xây đặt tôi xây tôi trồng thêm cỏ ngay chỗ này gọi là cắm trại trong nhà. Đấy. Rồi, chỗ này là bàn ăn. Rồi, chỗ này là cái chỗ mà ngồi đọc sách. Đấy. Nó hơi cấu một tí. Rồi, còn đây là phòng ngủ nha. À, phòng ngủ. Ok. Xong, đóng cái cửa lại tí rồi kính xong. Rồi, cái chỗ này là cầu thang đi lên nè. Đó, đi lên là nó sẽ có thêm một dãy turret bảo vệ ở phía trên này, nó rất là nhiều. Đó, nhưng mà ở đây chưa nha, ở đây là tôi có xây thêm cái chữ kia nữa nè mọi người. Nhìn từ xa là biết luôn. À, nhìn từ xa là biết tôi luôn. Đấy. Hơi bị đỉnh đấy, hơi lộng, hơi bị ok đấy. Còn đỉnh thì tôi chắc không dám nói đỉnh đâu. Tại vì thanh niên bên kia xây khủng hơn nhiều. Đây nè, thanh niên bên này nè. À, chắc là thanh niên bên này là tên đúng rồi. Nó sống sót khoảng 25 đêm. Chỗ này là 25 ngày nè. Đó. Giết được 10.000, tôi mới giết được có 6.000 à. Kỳ nó cũng nhiều hơn tôi nữa. Kỳ nó có 100.000 trong khi tôi mới có 27.000 à. Tại tôi mua mà bên kia của nó súng bằng súng 3K không nha. Súng 3K ồn chết mò luôn á. Thầy. Ồn lắm. Chịu không thấu đâu. Rồi, để coi dưới này là tôi còn bổ sung thêm được gì nữa không cặp. Đây, chắc tôi bổ sung hết một dãy ở dưới này là khẩu Coret 750 đi. Đó. Ủa sao chỗ này nó không cho xây coi. Ơ kìa. À. Nó bị dính cái súng nên nó không cho xây mọi người. Vãi nồi, nó bị dính. Nó bị xây cái nòng súng này nên là nó không cho xây. Nó không cho xây đây nè, đó phải như vậy nè. Thì nó mới cho mình xây. Còn mà hai cái nòng súng nó mà chỉ qua thì mình sẽ không xây được. Đấy. À chỗ này bị dính cái đèn. Đó chắc tôi bán cái đèn này luôn đi. Rồi, xong. Mất. Nó bị mất tiêu cái bán cái mua hàng ở dưới rồi. Nè, cái số 2 nè. Hồi nãy tôi nhớ là tôi bán cái tôi cắt Unity rồi mà không hiểu tại sao nó vẫn bị. Rồi, xóa cái đèn đi. Để tôi gắn lại mấy cái khẩu 700. Ồ, khẩu này chỗ này bị dính cái gì nó không cho tôi xây ngay chỗ này nè. Ơ kìa. À chắc là bị dính bên này. Ok, thôi kệ. Cái đó khi nào mà lỏng lỏng thì tôi xây vô sâu cũng được. Đấy, rồi, cứ gắn vô thôi. Ok, nói chung chỗ nào bây giờ nó rỗng rỗng á thì tôi sẽ gắn nó vô. Đấy. Như thế này nè. Đấy. Như thế này. Và như thế này. Đấy. Như thế này. À, chỗ này bị đụng nè, tại vì cái súng này nó phải chỉ thẳng thì may ra, còn giờ nó chỉ vậy thì chút nữa tôi xây thêm vô sau cũng được. À, đó, mọi người thấy chưa? Nhà full. Ủa sao thanh niên này đi ra rồi sao? Vô. Chết bây giờ đùa. Mà à quên nữa, mọi người có thể mua súng ở đây nha, mọi người bấm vô shop nè. À, mọi người bấm vô shop đây. À lộn, quên bài Weebin. À, mọi người sẽ mua súng ở trong này nha. Đây, tôi mua được cái súng này rồi nè. Đó, nếu như mà tôi mua nữa thì tôi sẽ mua được những cái súng nó ngon hơn chẳng hạn. Và tới cái khẩu này thì thôi tôi không đủ tiền để mua đâu. Khẩu đó chắc tôi nghĩ chắc cũng phải mấy triệu một cây đấy, chứ chẳng đùa. Đó, ở dưới full turret hết luôn nha mọi người. Còn ở trên thì tôi chỉ có được turret ở mỗi khúc này thôi. Hơi căng tí. Giờ còn bao nhiêu tiền? 23.000 tiền thì sợ xây nó không đủ quá chứ. Xây đủ thì nói chi nữa. Nên là phía trên này thì chắc là tôi sẽ để thôi tạm thời thôi, phía trước thôi. Tại vì phía trước nó có cửa. Đó. Bình thường tôi sẽ đứng là tôi đứng ở đây là để bọn Jimmy nó sẽ tập trung vô trong này. Đó. Rồi xung quanh là nó sẽ bắn như thế này. Đấy. Ổn không? Ổn. Khá ổn.
Rồi, đấy bây giờ cô sẽ đi qua bên cô sẽ đi review những nhà khác trước. Trời ơi, chờ cổ rồi mọi người ơi, bây giờ đi chờ cổ mà đi review thì sao review được. Chờ cổ thì đi lên vô nhà chứ sao review. Đó mọi người coi nó bắn nè. Ôi ôi, đẹp không? Nhức nách tới chứ chẳng đùa. À, ồ zombie chết như rơm rạ. Đây con zombie này zombie trâu nhất nè mọi người. Zombie này trâu lắm luôn nè. Thấy không? Súng thường bắn nó phải là mấy chục nhát, gần cả 50-60 nhát gì đó nó mới chết. Còn cái khẩu tôi bắn như này nè cũng phải 10 nhát, mười mấy nhát, 20 nhát gì đó nó mới chết nè. Đó, khẩu này nè, mà khẩu này tôi mua 4000 mấy rồi đó. Để ra cho mọi người coi sức mạnh của cái khẩu này. Đây. Thấy không? Mà không, khẩu này mạnh gì đó mà bắn zombie nè, bắn mấy con strong nó cũng mạnh lắm. Đấy, mấy con mà zombie quýt á là một viên một là nó chết. À zombie quýt nè. Thấy không? Một viên một là chết, phải không? Còn mà mấy cái khẩu mà Thanin này cầm nè là phải bắn zombie quýt là phải bắn 3-4 nhát gì đó nó mới chết. Đấy. Nói chung zombie trong này nó trâu lắm. Trâu cực kỳ luôn. Mà đã vậy nó hay ra mấy cái con mà zombie mà gọi là zombie strong và zombie boss nó ra hoài luôn. Nhưng mà được cái là sau khi bắn xong mấy con này thì tôi được khá là nhiều tiền. À, ví dụ như là bắn mấy con quýt quýt á thì khoảng 14 mười mấy ngàn tiền á. À 14 tiền. Còn mà mấy con mà zombie thường là 20. Còn strong như thế này thì khoảng 50 hay 60 gì đó. Còn mà zombie boss đây nè, đó là được khoảng 100 mấy. Đấy. Nếu như mà bắn được mấy con zombie boss này thì khá là ngon. Ủa. Đóng cửa. Hú hồn, vô nhà không đóng cửa ba. Ôi zombie nó dí cái bà luôn á chứ. Đấy. À, tôi chỉ cần vàng ở dưới zombie, vàng ở dưới tụi đấy là đủ rồi. Xây này không cũng mất hết thời gian á chứ mọi người. Xây này không cũng mất cả tiếng. Cũng mất 30 phút cả tiếng đồng hồ chứ. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi review. Review cái nhà khác đi. À, hai nhà bên này là chắc là mới nên là chưa xây gì đâu. À, để tôi call xe ra, để tôi gọi cái xe ra đi. Đấy, ví dụ như giờ tôi gọi xe này. À mọi người, zombie. Mọi người. Anh zombie, anh trả em cái xe anh zombie ơi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Sao lại để zombie đó? Thôi bỏ đi, để gọi lại cái xe cái. Rồi anh zombie lên. Trời ơi, chở zombie đi chơi luôn nè. Ôi kinh chưa. Tôi thích zombie gái hơn, còn sao lại lên zombie trai trời. Tên nó chưa. Lên cưng, lên. Lên anh chở đi nè. Đó, lên anh đèo. Rồi, ok, đèo đi chơi nha. À anh mày được bắn. Bắn xì xò con nhỏ luôn rồi. Rồi mọi người coi nghe nó ồn không. Khẩu của Red 3K đó. Khẩu của Red 3K. Ôi mấy thanh niên này lộ lắm. Lấy ghế làm hàng rào ra. Trời ơi, nó nhảy lên được luôn nè. Mọi người thấy không, nó nhảy lên được. Đây tôi vô đây cho mọi người coi luôn nè. Trời ơi. Trời ơi, vô đây nó ồn. Chết rồi, tôi lọn vô chân đĩa rồi. Nó ồn quá mọi người ơi. Thôi, bỏ đi. À, nhà kế bên này, thôi chắc tôi đi qua nhà kế bên này cũng được. Tôi nói rồi, xây cái 3K này nó ồn nhất nách luôn á. Trời ơi, thanh niên này xây. Ôi ôi, cái ai này mà ai sợ độ cao chắc chết luôn quá. Thầy. À, lên cao được, lên trên này được luôn hả? Ồ, ngon đấy chứ. Ôi, rớt rồi, ô kìa. Ủa, trên này thanh niên này xây gì vậy? À, xây một cái phòng vậy thôi hả? Ồ, ok, thôi không có gì hết, tôi đi xuống đây. Trời, có khi nào mọi người đi xuống trong đây mọi người chết ngắt luôn không? Ồn quá mọi người ơi, ồn quá, cắt tiếng cái. Ôi trời ơi, nó ồn kinh. Hey, ai mà đời mà xây mấy cái này, nó ồn kinh luôn á thầy. Thôi tôi reset tôi đi vậy, à không. À, zombie boss, để tôi gọi cái xe ra. Tôi tống anh zombie boss về. Rồi ảnh ngồi ha. Hai anh cự xử luôn đi. À hai anh cự xử luôn đi. À, còn làm ăn gì. À go zombie go. À, cống em về. À cống em zombie đi về. À bye. Về không được. À.
tôi chở á, tôi mà chở ẻm về tới cái nhà của tôi là ẻm xác định luôn á chứ. Rồi em qua đằng sau em cố gắng ăn thịt tôi coi coi chịu nổi không chứ. Thôi em cố gắng ăn thịt tôi thì tôi cho em quy tiên luôn, bán mấy đứa. Đấy đúng rồi, phải như thế. Đi vô, đóng cái cửa lại rồi tính tiếp. Đấy mọi người thấy không, đó nguyên một vàng. Không bây giờ tôi có, tôi đủ rồi nữa, tôi xây full cái vàng, cái vàng turret ở phía trên rồi. Giờ tôi chỉ cần xây cơ bản thôi, xây cái 750 thôi. Ôi giời, ôi giời, xong full turret chưa, full à chưa, hồi nãy còn ở dưới này nữa. Trời đất ơi, nó xây cái nòng qua bên này rồi sao mà xây được. Đây chỗ này xây được nè, đó chỗ này xây được nè, ngon. À, cái chỗ này thì chắc tôi phải sửa lại một chút chứ không thể nào mà để như vậy được, tại vì tôi còn xây được nhiều chỗ nữa mà. À, chỗ này cũng xây được hai cái luôn. À, đặt chi rồi, chỗ này thì thua, chỗ này thua rồi đó. Chỗ này nè, chỗ này cũng phải sửa lại nè, đó sửa lại. Tại vì chỗ này cô cũng xây được hai cái lận. Đấy ngon. Chỗ này nữa, chỗ này muốn xây hai cái, bây giờ cái nòng này nó cứ nằm bên này đi, làm sao mà xây. Thiệt tình đó chứ. Đấy, ok mọi người thấy chưa. Ôi ôi, full turret nó phải thế. Đấy. Rồi thì ok, thì Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên vào lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye mọi người.